Và chuẩn bị xưa chuẩn đông chia tầng khăn nâng cao tế chiếm xe chẩm pua lúc dây lúc ta phục mai phụ mình bóng phố nơi xã cung khmai nơi tì krong lòng bình dọt California hay xóm xuống đây chẩm pua bây mật tầng ổ hờ chỉ tìm mật trầy thay ní cam thi về tất cả xã cung đẹp xa trên vì tì krong lòng bình dọt California bàn vờ chô một chùa xa chết mấy hay nâng mình to tệ tôn tư nâng ca chạy lấy chùm này đơn phía xa ông lề và chắc đôi xong mới đón miền lục bom pro nóc sọc khá bà chỉ biết xưa bom sọc khá Ba ngày xưa, ba ngày xưa. bà chắc bom sọc khá có mau bị phân bính dương chọc có đầm bay có đầm bay bằng to chu rùm chạy lên nước nông về tất cả xã cồn dương đẹp sai trên vị trí con lòng bị đi bà chắc ngày ngày nay dương ban nom dọc nơi chấm nét đằng do một chạy em lên cho thay mùi tiết để miền chung hào tha collocation hay nâng thesaurus và tệ tôn từ nâng collocation hay nâng thesaurus tha tá và chấm pi nâng vì miền sẽ đã xong khăn chẳng mấy nâng không phải sao ông lễ chân môn nâng chơi nhờ bong sọc kha đồng bày thua ca bình dụ bình thaym từ lưu chụm nội pin ý xong ca nhá đồng bày chạo video clip tẹo tông từ nâng chụm nội nhị đại dương strong một pi YouTube chân xong mất cái đôi chìa phục mai phụ mình bong phố là tam đang test na video clip clay đại dương đỏ strong trên pi YouTube máu hay vì tẹo pon từ nâng quay đại dương dùng một chạy chạy nâng cầm thịt hai này bà verb collocations. Verb collocations. Come. Come close. Come complete with. Come first. Come into view. Come last. Come prepared. Come right back. Come second. Come to a compromise. Come to a decision. Come to an agreement. Come to an end. Go. Go astray. Go bad. Go bald. Go bankrupt. Go blind. Go crazy. Go dark. Go deaf. Go mad. Go missing. Go online. Go out of business. Go overseas. Go quiet. Go sailing. Go to war. Get. Get a job. Get angry. Get a shock. Get married. Get drunk. Get frightened. Get lost. Get permission. Get pregnant. Get started. Get the impression.
Get the message. Get the sack. Get upset. Get wet. Get worried. Keep. Keep a diary. Keep a promise. Keep a secret. Keep an appointment. Keep calm. Keep control. Keep in touch. Keep quiet. Keep someone's place. Keep the change. Verb collocations. Save. Save electricity. Save energy. Save money. Save one's strength. Save a seat. Save someone's life. Save space. Save time. Save yourself the trouble. Do. Do business. Do nothing. Do someone a favor. Do the cooking. Do the washing up. Do your best. Do your hair. Do your homework. Take. Take a break. Take a chance. Take a look. Take a seat. Take a taxi. Take an exam. Take notes. Take someone's place. Catch. Catch a ball. Catch a bus. Catch a chill. Catch a cold. Catch a thief. Catch fire. Catch sight of. Catch someone's attention. Catch someone's eye. Catch the flu. Verb collocations. Have. Have a bath. Have a drink. Have a good time. Have a haircut. Have a holiday. Have a problem. Have a relationship. Have a rest. Have lunch. Have sympathy. Break.
break a leg, break a habit, break a record, break a promise, break a window, break someone's heart, break the ice, break the law. Pay. Pay a fine. Pay attention. Pay by credit card. Pay cash. Pay interest. Pay the bill. Pay the price. Pay your respects. Pay a visit. Pay a compliment. Make. Make a difference. Make a mess. Make a mistake. Make a noise. Make an effort. Make furniture. Make money. Make progress. Make room. Make trouble. Bà sơ khá môn năng chơi bong đồng bầy thưa ca thưa bọt bằng hành kẹt tông tên năng collocation chìa mùi năng thesaurus năng nhâm trong chơi bong sẵn khai kẹt tông tên năng vây để dưỡng ba riêng mò cả lòng mòn tích kẹt tông tên năng ta cái hào ta chìa bì sao ăn lấy cái hào ta part of speech hay không ai dưỡng bỏ ta thân nạn lịch bìa bọn ai chỉ sẵn khai tệ tôn tình năng thân nạn này đại dương ban thưa ca chạy lê chờ dạp bê bòm màn lưu cà lòng màu này tích bàn thế môn là dương chô từ lùm ách tệ tôn tình năng mê riêng thông mây đại dương lực dù một chạy lê thay này ba xong chết vòng bà ngày nay chúng tôi làm lực công ty mê riêng phạt speech năng tích đòi dùng lực dàng lươn đá phân ta đã sao nhầm lực môn mà hỏi lấy vị thi dư chám rồi tới tam phật phát đặc kinh bởi dễ dàng lớn cái sân ta hiện tàu máu không vậy là phần năng tim môi dương trái con niêm vì mình bay ở đây dương trái con niêm nhầm dễ dàng nhầm bạn an được thôi thế cả nay dương cho con niêm dương cho mai đi cho và đây việc trong những cái tập mai ba này do tôi phải trao được kiện năng mà tham mai book chuyện những sa ban on my happiness chuyện những sa ban on my achievement những sa ban ọt nhưng mình không qua thân nào nâng rọc ban rụp bay mà rụp bay ọt qua rọc ban mà nó qua đấy giờ tôi phải cháu ca na xong thì chịu nào nữa dừng dậy chẳng cứ ọt mê rơi rồi bị chụp nét đăng nhưng thật là hai thân nào nhưng phải giờ tôi sẽ ba phải chìa bà phải chia miền bản nhà internet cọt phải chia đặt chứng khi nhom xồm cả nhát làm bay chạm video clay để toàn tận năng collocation chia mùi năng tesseract năng sao chết mấy nó về cọt lại mà vĩnh dương năng chơi cọt làm bay bỏ sài bất thèm bà verb collocations
Come. Come close. Come complete with. Come first. Come into view. Come last. Come prepared. Come right back. Come second. Come to a compromise. Come to a decision. Come to an agreement. Ba, come to an end. Ba, lời nắng bon cái khá con chơi mau vinh hái chân dương xong cả nhà ở bon là bình to sang thay đẹp toàn tên là ngạch nạn này bịa đại dương ban riêng của màn lực cần lo món đi đại ông lê hát phát ở speech chân bon xong trong chơi bon chập đam pi chấm lại tập bộ màu mà đong vinh bon mà ba xong ở cuốn à lấy xong này gì em pi noun là hai thân noun trước đây kia này gì xây được việc này prai là noun cái tha chỉ mua sát có cái chuyện ti cái lại cái gì mà chỉ liên tại nhóm buồn bọc nhóm mà công score nào nơi kia nhưng mà thời trang đi trong cho mai từ sau mỗi kiện na xem xem đại tầm đâu được chuyện thì họ thà sẹp hẹp một cô đã bọc nhóm kiện khoai vậy ớt quả là thà ông lấy happy day mai happy day chứ cũng toàn chiên đó kiện happy day thà sẹp hẹp một cô là cũng chiên đó đang một con cầm đón chiên chiên tầm thà sẹp hẹp một cô bọc nhóm kia vậy ớt kiện mai cả na kia vậy kiện sẹp hẹp một cô là hai niềm bà chẳng dương vừa dương cho từ chị dương từ tiêm toát mấy vụ vì sao vừa từ chị nó ngay giờ từ chị từ phở riêng cái phở từ chị nó ngay à thì họ thả lấy phim chơi cho ông bọc nhom ca đa ha bọc nhom ca à hư ha phim hư ha bọc nhom sẽ đáp ban ông toàn hư ha ông lê tham mấy ca đa ha tham mấy tụng đông sân và là năng nào trong giấy chẳng ấy và tôi bị nào ông tư dương từ chiên đó non fresh cứ chuyển nào đã chọn đại biểu dân từ chạm nào mới tiệt the book on the table, the book in my office. Chẳng à mà cái nhóm nó cứ cái hai noun phrase mà cái nhóm đại dương vậy the book in my office nó mà chung cho cái viên đây là noun đấy bạn thấy. Còn là noun bị xem bạn thấy siêu phứ nó lừa tóc còn là miên bịa bị xem lừa tóc cái tay sử dụng tới viên đây là noun này chẳng bao giờ đang thực tiện theo ai chỉ tiện tiện. Đó hơi noun clo cứ chỉ noun đấy cái tay bị chấp đôi vừa sắp chạy vào đầu tiên là tiêu the man standing by me nhưng bởi biết mang mang đã đã clay clay nhưng mà the man sitting next to me chẳng bỏ ra đại quạt cho bài nhóm bỏ ra anh nơi ta bỏ ra nó còn là xe quạt cho bài nhóm hay vì sao ông lấy cái ai the man who is standing by me the man that is standing by me ta cái ai chủ nuốt tại who được đẹp with có cái ai chủ nuốt with cái ai chắc nên chủ nuốt đẹp đẹp đây còn tay thì ông ta tha hu chúng mới which lạc này ba này chọn tha hu sinh nhà mình đâu which nhà bật thầu chẳng kịp chẳng tiếc tai bơ bật bật đẹp mới hu bán bật đẹp mới which bán chuẩn luộc này bán còn ta hu mới which đặt bàn thì vì của môi mình đâu còn mới bật thầu chẳng gà na não của kia cha na đưa lơ mình đâu còn bật thầu đài chẳng chiên ta đó cô là niêm là hai ta cô là niêm ông để hai tha adjective cứ chỉ biết đằng lại na để vừa niêm play thôi niêm play play bàn na cả đâu giờ mới play thì họ ta sự phơi khmer tóc khmer da khen so trai trai ăn trong ai cái phía tha ăn đấy chỉ cái giả sao tê bên tai bên này ai mà cho lại năng cho đã ăn chỉ tiếc lắm đâu chẳng là ai chỉ quân ở niềm chẳng hai bàn trai ăn kê mình đại do do à bị grill nên mình time cho này và đất phai bây giờ chúng ta grill cái time ed chẳng đâu walking stick prai tha chơi trọt chẳng khi mình do walk stick mỗi khi mình do walk cái chỗ này verb năng ở tây chưa ăn chỉ tiếc hình tích bàn ở nơi mười năm ban bị vợ là anh nè anh chưa vừa với hai đấy mà anh mà chưa dùng ai clone mấy kia và là anh ai clone bài na cái đó là anh chưa ăn được gì ăn một cái ban đại mình một cái ban tôi bây là anh nào được thế là bà đã spin cho chụp qua spin cho nó chụp qua vì xe thường spin thường spin cho nó chụp qua này cho nó chụp qua vì trên áo này còn đây à spin nó có bị trên áo này chắc là áo mới đứng thử collab luôn tôi chưa ăn được gì auto một tí ăn một cái ban nhưng chắc là hai ta ăn chưa ăn được gì phải ăn được gì khó biết đôi từ kia gọi là tha à mỗi dương gì the book on the table tăng người nhóm the book on the table tăng người nhóm mà nâng cái hàng nào fresh bắt tay kia bên gì cho mình tick on the table anh nâng cái hàng adjective fresh
việc của anh này vẫn đang của anh việc kia thiết xong là anh đi việc vừa ca áo diệp hơi là lừa tóc chẳng đôi kia đấy à the man who is standing by me đó và cả nhóm nó vì trên nào khó con ra bên này dây tầm hưu tư dây tầm hưu tư à năng adjective khó năng chẳng cho bên năng tới pronoun dễ dàng lươn là hai thằng pronoun cứ chuẩn bị tầng lại na để vừa áo chụp nuôi ai niêm của bảo ai niêm nó cho đai hay niêm nơi ná pronoun của nơi nắng ban đai pronoun sắp niêm niêm cho nơi ná sắp niêm của thọp nơi nắng đai lừa tia ho tha mà đai trong tàu xa hai con nắng thì giúp ôn nhóm tiệt chẳng kia ẩn đại dễ thầm ở đây trong tàu xa mà đai trong là giúp ôn nhóm mê bên nắng cái chạp đam chủ nô đại quạt đây chẳng à quạt nắng về miền you I you we they he see it nắng cái chai mà quay tới nắng cái hai ta sao phần niệm đấy ta sao phần niệm subjective pronoun là môi tiếp về miền mi miền you từ đây miền him miền her miền us miền đâm nắng à nắng có viết pronoun này còn hà mối phở nơi một verb à mối phở nơi khởi verb và chúng ta hai thằng pronoun nghe chăm nó dương ai viết na đây mình vừa anh niêm trom đây là hai bờ thai dương chân tiếp một tên tới khuyên miền mãn tới ai du vi ai của mãn năng tăng hay mối tiếp pronoun mối tiếp đây dương cua chào vào đó đấy cái hai thằng à sập phần niêm possessive pronoun là tiếng ở tiếng ho tha please you give me could you please provide me your number để là này anh ai tao chung xong lấy bàn tế ở bên dưng dễ với mine is thế ai lấy bọc nhóm cứ à mine mà nó miền đây tha khi anh dễ tha could you please give me your number my number is tại kia ai khát bê kì có hả my number đã mai nhà nên cái hai tha sắp và niêm cam là sật ba chúng tôi sắp và niêm miền bắt đăng ai chúng tôi verb chúng tôi verb dương nghe thế dương vô bản nào ta đã một viên bạch hào do bản nào ta đã viết bạch hào mà tha trong tư trong trường trong phát trong đây trong sau trong kịch trong trong spokesman ở tiêu hoa chứ về để dân vô biện năng tới sẽ bảo đảm bạch hào tư thực hiện dương bổ sung đáp lên máy nhanh dương chập đảm lúc bản nào mà đo à máy anh tí dương lúc máy ở đó lúc bản nào đo lúc bản nào nên cho tới bảo vậy đã bảo tôi bản nào đâu mà chia sắp tới cái giả sao dương mình trăm tới bay trái tới ok giả sạp là môi về gặp và hai vị cao mà phía kể giả sạp không và hai vị stay team và hai vị ai là môi không ở rong nó ấy mãi thế dương kích chân mong dốc clear môi mất clear bị dốt mới bao giờ mình sẽ hay lúc và nào cháu biết sắp tới à vợ tưởng à bà chẳng cho bị vợ mất trong nhóm thì dây em phi preposition nhưng vậy nam môn của ba nó sẽ chật nóng mà nắng của ấy trong giấy preposition cứ viết từ lại nè mặc quá miền mặc rốt là miền pi crop miền on miền at để dương quang nghi nghi miền for miền but ấy đắng à năng preposition này hay preposition năng tua này ti bao viết còn là chia sự nghiệp tẹt vì niêm môi từ niêm môi tuần ti bao viết hay à năng dương trăm không vẫn trăm ở ban chớn à năng dương cái ấy hay trong preposition miền môi tiết à môi preposition mà quá mà môi preposition complex preposition complex preposition nè cái complex preposition này khi ta sẽ clear là o na cái ai giờ complex preposition năng vô mà thơ chia cái hạt adverb of sentence mà tiết ở mà ta in additional of cho cái lúc o nó hay cái đã in additional comma môi cái lúc o cháu cái vô cái chay preposition năng mà thơ chia adverb of sentence mà tiết à năng chia sở tích này chứ mà ta on behalf of the company cái comma mới vấp hay cái xe bàn tiệt chẳng complex preposition nó có trăm bài tiết for the sake of chỉ quân bởi giáo này về miền trả lời tiết on condition of he speak on condition of anonymity còn xong còn ở dưới cái nó khăn xong mình bằng chanh chứ bộ chẳng cái trả nám biết nó cái gì chẳng trong pronunciation nhưng mình là ta nhầm ai dù là thả năng chẳng he speak on condition of anonymity thì dễ xong mình chân chmua chân on condition of on the pretext of đại dốc lê tha vì anh chân dương chăm cả nà vì on là vì in này là on chai prai tha child in chai để tôi bình tục chân không ta on in nâng tích cứ chọc mong on chai of nâng in chai of biết nâng còn là dương phở khó hẳn nâng tích chứ vừa kì mẹ mình ca phòn cho làm nâng kìm trong giả rộp tha prevision vì chai tí preposition mà quá nâng preposition complex preposition cứ chọn mà chọn nè ba lấy trong chuyên tên thì dễ p adverb cứ chỉ biết được lại na để vừa ao
verb plight thưa quân là niêm plight vừa ơi adverb luôn vừa plight thì họ đã chơi riêng verb chơi riêng bồ chẳng à bồ này ạ chia adverb ơi chơi riêng chơi riêng bồ na à na này việt nam thưa anh niêm pung adverb ấy từ cọt lờ adverb tiếp à na nữa chơi riêng bồ na à năng adverb đây thì nia akro na akro nó chỉ adjective thế đó mà đặc bad girl nhưng vợ bị sao nhé bad girl hay dùng time very bad girl tiết akro hay time đã akro ta phải lơ co tiết năng hơi cái hai thá adverb chân ca đang ở sống tơ ba nữa adverb năng cái hai adverb hay khi adverb năng kỳ cua chơi cái hai thá prepositional phrase mà chấm luôn tiết prepositional phrase năng việc tranh máu đòi preposition chọc bị đòi noun nó thấy họ ta as soon as possible at your earliest convenient in due course in due time kịp cái đang đại kỳ xe nó không sen thêm đấy kỳ giờ đang tận đại bị khởi sen thêm nó mới tới bữa sáng tam phút năng kia chia vị trí adverb vị tranh bị preposition tại vì chọc đòi noun con tay vì nơi khởi kỳ giả sao bởi vì nơi khởi noun năng kia chia adjective phrase bây giờ trở lại nữa vì tiện tương được một nơi cao đang bây giờ buộc nhóm dễ lươn chứ và nhóm cho ba món thì sẽ là nào nhóm đăng đẻ và đăng preposition ai cần trang sân hay ở xong tôi nên dễ bị adverb clock tiết adverb clock đang vì miền adverb clock of time và vì miền tiện tương về với miền when miền before miền ấy đó toàn mưa miền làng với miền when miền before miền after hay vì miền cause and effect miền because miền ấy đó năng sân tất cả hai because mean now that mean ấy đang năng sát à khơi bịa đang dùng scroll thả năng chia khoản là năng bịa chia bịa mỗi này nó luôn dùng scroll thả năng chia adverb clause nên chắc vì mean if mean ấy nhập condition hay vì mean bịa tôi mà ta tôi bay chia các thiết bạc giang na cả đau có trong thử đặt tư đây năng có sát tại adverb clause thì scroll tạm chừng hay à bịa scroll adverb clause năng kia hai bịa chia conjunction à conjunction năng adverb clause nó đôi từ kia gọi là còn là bịa clause bị chặt subject verb đoạn tiệt còn tại bởi dương nhân tại à ven là ấy cho mình giấy à năng bịa chia conjunction thì chân conjunction nom dương ở scroll adverb clause và conjunction nom dương ở scroll adverb clause chân chọc bị năng trong thì dây em bị conjunction là hai thằng conjunction chẳng hỏi nó cứ dương scroll chẳng conjunction mới thằng fanboy fanboy năng bia ở về miền fan năng về miền for e năng về miền n ăn năng về miền no boy năng về miền but o năng về miền o jet so nãy giờ hai năng conjunction về miền bay vào phía conjunction tìm mũi chay bị adverb cho mà phở chay bị adverb cho mà phở hay conjunction tìm pi ở đây cứ về miền nào cũng đủ về miền but miền for nữa hay dùng miền score hay for của miền preposition for của miền conjunction for biết thời tập nguyên vì sao ông lễ tay là biết tay thì sẽ không nghe bờ sân gì về kỳ thì sẽ chia còn trang sân kỳ ai chọc subject verb ta bởi kỳ sẽ chia preposition kỳ thì sẽ by preposition kỳ mến trên là sẽ tích chân kỳ thật đang nạp kỳ tài sản chân chân còn còn trang sân môi tiết kỳ hai tập pair còn trang sân là not only but also boss and end nên chứ kỳ bởi chân à năng kỳ bên chân hay à môi tiết nó cứ à còn trang sân này nóm adverb mà nhà chân còn trang sân hay năng adverb bị ọt đạch bị kìa bàn thì chúng mới về đến trong cái cứ interjection nhom xong mặt bằng hiện thế vừa ấy về đại dương cái đặc biệt chữ đăng chia bỏ tê vì sẽ ôi đưa vì sẽ á hạ đăng tê hạ đăng ca sai cặp chạm ai chứ những trong đăng thay vì sai chạm mấy to ta trong đăng hạ ở rộng nó cột sai chạm mấy hay từ riêng vì sa espan cột espan cột sai chạm mấy to ta dương đấy nó giả cùng vi ba xong họ quân chủ lại còn đăng ba xong họ quân bong sọc ha đại ban sang khai từ lời part of speech thằng này bịa rồi ấy nơi không phía xa ấy cái đói cũng thay lại phía xa máy được gọi phía xa ổng lễ phía xa bà rắn cả nơi dương dù chú bà bị thân nạn này phía thôi ở dương ai chế co sang và dốt hay dương ai đơn tu này tì rồi bỏ viên mùi mùi tha tá viên nâng đa tu này tì dịch ấy hay viên nâng ban cái hào ta modify viên bị chạy ở bình ná cho bình ná tới bình ná chân hai bạn chia bong sạc ha còn không prang prai nằm bay tạ tay nhờ chọn tròn chỉ mê riêng nằm bay dục một chai chai nằm có nông cam thì ní để tạ tôn tình năng chụp lại xâm khăn xâm khăn nằm có nông phía sau ông lễ chỉ phải xe part of speech để dự mà riêng đổi hai hai bên ní bong sạc ha còn bạn thuê
ការសង្ខេបទៅលើអ្វីដែលយើងបានរៀនកន្លងមកនេះហើយដែរអញ្ចឹងចូលទៅដល់មេរៀនរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះតកតងនឹង collocation ហើយជាមួយនឹង thesaurus អញ្ចឹងបងអញ្ញាតឲ្យខ្ញុំចាក់វីដេអូបងសិនហើយចាំបងបកស្រាយអញ្ចឹងសូម offline ចាក់វីដេអូខ្ញុំសិនចាក់វីដេអូខ្ញុំសិនងាយយល់ជាងSince it was getting late, we decided to go back. Since it was getting late, we decided.stress ហ្នឹងមានន័យថាការលើកបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំជម្រាបសួរបងប្អូនពុកម៉ែនិងជាពិសេសបងប្អូនចំនួនក្រោយដែលមានបំណងចង់រៀនភាសាអង់គ្លេសដែលប្រើរយៈពេលខ្លីថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកអំពីតារាស្ថិតិមួយដែលគេស្រាវជ្រាវរកឃើញថានៅក្នុងជីវភាពរស់នៅគេមានការស្ដាប់ចាស់ជាងគេដែលដូចខ្ញុំបានលើកពីមុនអញ្ចឹងយើងមើលក្នុងហ្នឹងយើងចែកជាជំនាញគេហៅថា communication skill ណាវាមានមាន4ហើយខ្ញុំលើកមួយទី1សិន listening skill ខ្ញុំចែកជាង3តូចៗទី1យើងហាត់ stress ហ្នឹងមានន័យថាការលើកដាក់សំឡេងនៅក្នុងមួយពាក្យឧទាហរណ៍ពាក្យ collocation teachers ទីហោពាក្យដែលខ្ញុំទីទៀតខ្ញុំលើកចំណុចហ្នឹងមកនិយាយ institutional យើងលើកកន្លែងណាទី2ខ្ញុំសំដៅទៅលើការលើកដាក់ដែរតែនៅក្នុងប្រយោគការលើកដាក់នៅក្នុងប្រយោគឬក្នុង paragraph អញ្ចឹងក្នុងនោះបើយើងចង់លើកដាក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវយើងត្រូវតរៀនអំពីសំឡេង swa sound ឲ្យបានច្បាស់ហើយបើយើងចង់លើកដាក់ intonation នឹងឲ្យបានច្បាស់វិញ intonation ឲ្យបានច្បាស់វិញនៅក្នុងប្រយោគយើងត្រូវតែស្គាល់អំពី content word និង function word ហើយឈានដល់នោះយើងត្រូវស្គាល់អំពី part of speech ទៀតទី3យើងហាត់ស្ដាប់ movie ហាត់ស្ដាប់ movie តាមគេរកឃើញពីមុនមកគេរកឃើញថាទី1គេឲ្យស្ដាប់មាន subtitle ទី2គេឲ្យបិទ subtitle ចេញហើយហាត់ស្ដាប់ម្ដងទៀតប៉ុន្តែឥឡូវគេអត់រកឃើញអញ្ចឹងទេការហាត់ស្ដាប់ subtitle មុនហ្នឹងវាធ្វើឲ្យខួរក្បាលយើងបញ្ជាដែលយើងចាប់អារម្មណ៍អត់ដឹងគឺខួរក្បាលយើងបញ្ជាមិនហាត់ស្ដាប់ទេទៅជាហាត់អានទៅវិញគេអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេរកឃើញអញ្ចឹងអញ្ចឹងគេអត់ឲ្យធ្វើអញ្ចឹងទេគេឲ្យយើងរៀន movie នៅដូចគ្នាតែយើង delay ទីហោថាពេលដែលគេនិយាយទៅមួយ second ឬ2 second ក្រោយមកចាំបោះ subtitle គេរៀនអញ្ចឹងចំណាយពេលជាងបើយើងរៀនថាស្ដាប់ហើយអត់មាន subtitle ហើយបន្ទាប់មកស្ដាប់អត់ subtitle ក៏យើងខាតពេលដូចកុនខ្លះយើងមើល12ដងធ្វើយើងធុញទ្រាន់អញ្ចឹងយើងមិនគួរមើលកុន12ដងទេអញ្ចឹងយើងអាចប្រើវិធីសាស្ត្រមួយទៀត delay subtitle មួយទៀតតាក់ទងជាមួយ speaking skill ក៏វាចូលរួម 30% ប៉ុន្តែយើងចង់ឲ្យយើង confident ខ្លួនយើងក្នុងការបកកែ speaking skill យើងត្រូវតែរៀន collocation នឹងមានន័យថាបើមាន noun នេះ noun នឹងប្រើមួយ verb អីបើមាន verb នេះប្រើមួយ adverb អីបើមានadjective នេះត្រូវប្រើមួយ adverb អីគឺត្រូវគេស្គាល់ទាំងអស់ហើយអាហ្នឹងអត់មានណាអាចកម្បាំងទេនៅក្នុងវចនានុក្រមគេប្រាប់យើងពេលយើងឆែកវចនានុក្រមទៅគេប្រាប់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមទីអសឌីខ្ញុំសូមនិយាយអំពី writing skill មុនហើយ skill វាមាន 9% 9% ចូលរួមអញ្ចឹង 9% ចូលរួមខ្ញុំសង្កេតឃើញថាដែលបងប្អូនកូនខ្មែរយើងអត់សូវចាប់អារម្មណ៍រៀនមួយចំណុចដែលគេហៅថា thesaurus ឬក៏ antithesaurus អាហ្នឹងគឺថាគេបង្រៀនយើងអំពីការប្រើប្រាស់ពាក្យដែលមានន័យដូចគ្នាហើយគេបញ្ជាក់ប្រាប់មកពាក្យនេះមានថ្នាក់ពាក្យជា preposition ពាក្យនេះមានថ្នាក់ពាក្យជា conjunction គេប្រាប់យើងទាំងអស់ហើយគេប្រាប់ថាអាណា formal អាណាមិន formal ទៀតអញ្ចឹងបើយើងក្នុងការសរសេរយើងគួរជ្រើសរើសយកអាណាយើងគិតមើលទៅអញ្ចឹងវាមានក្នុងវចនានុក្រមមកដល់ភាគច្រើនមានអាហ្នឹងឥឡូវបកបើសិនតែយើងស្គាល់យើងចេះ A B D ច្បាស់ C វា automatic ពីព្រោះ collocation យើងចេះប្រើ thesaurus យើងដឹងការប្រើ
dừng các đăng được việc ra biển là formal biển là phải cam phải cá đường ấy dương mình auto một tích từ reading skill auto một tích mà đang bài điên sang thật và cái a b d a c tới auto mà chẳng dương mơ nơi không nắng cũng ao thật trong chi thật thá khi miền ca sạc dưới khi trên mà anh trẻ chẳng khi trên mà khi không tầm nẹt tầm đó miền nẹt để gì visa nè để gì vì sao ông lê hay nè mà để gì để thao chúng ta tới quật cát máu quật ăn để dùng để gì vì sao ông lê mà đã quật quật chúng chuyện chân nên chẳng có riêng chẳng sam sắp phía đó quật mình vô vì sao mà tập đẹp nào nghe ấy chất sắp thiết mà quật vô vì sao mà tập đẹp nào khi chúng ta khi listening skill ha sai tập làm phía đó speaking skill sam sắp editing skill à phần môi đáp writing teaching kia bao nhiêu thôi mà đã cái chụp cái này cái này cái đáp cái này mà đã cái chụp cái này cái xe thì vì ô tô thấy chẳng mong ở năng bài trong video này những miền bản năng sát sông ọc quần bà sau những bà sẽ hiểm xuống trong video đấy cứ trong trong sầm đa hư từ lơ mê điên phí bàn tay nhầm triệt năng năng đá đàm bay ở miền ca chùm nánh cứ đam bay chấm nắng về khá dương phơ thà dương phơ ảnh hết tay chấm nắng đoạn nó ai dương bị nhạo làm tha ca sẽ đáp cứ chỉ ca tầm khăn bởi dương sẽ đáp kia ở ban coi dương thì dễ mình ban này đáp ở ban cứ kèng trong xua của xua ban tiệt đáp ở ban hơi trong thơ trap của trap ban là tiệt chẳng xong bị chết tha sẽ đáp lệ mùi hay dương ngõ ngay dương liên chun ở cái hàng năn này tiêu sức khơ liên bị sao ông lấy hiện chấn quật rụm lốp bắp thom chết đã đăng luôn rụm lốp bắp thom chết toàn máy toàn tha bởi sân chỉ dương chỉ không ai còn không ai quật rơi tại che đáp môn bàn che sạch sẽ ba che đáp môn bàn che giấy hay bàn che sạch sẽ đáp hạt đáp mai ở hơi bàn giấy giấy bàn che sạch sẽ tại dương phải che đáp phẩm chiếc trong ca riêng sạch sẽ môn hơi bàn từ riêng để giấy hay bàn riêng sạch sẽ áp bàn từ riêng đáp trong việc trang cho đáp phẩm chiếc năng hơi để vừa dương năng riêng dư giá rồi chẳng nhầm ao cho bò thay cho riêng đáp cứ miễn sai chia thơ trap chun bỏ tê tê nê thì speaker tê thơ trap dương miễn bài chân anh cầm khá lâu bài chân anh cầm mà chúng luôn miễn sát audio miễn sát audio hay an mà paragraph an mà sentence mong sát vô sát vô sát đại đại dương sủng qua mà anh content bớt anh function bớt sủng qua tam chấm hay bởi thử ca nhầm prak sa nhầm phép hay đấy bằng cái an liệt chẳng anh ấy nhầm thích trao hưởng sát và lấy mối tiết nhầm dễ lo mà dương và cai này dễ dương tra kết đại collocation đại dương mơ đồng lâu collocation nâng trong dễ tham mấy phía muối mà tha và mà tha catch call cái bài tha ra sai mỏng ba chân cho chương xong tháng cho hay ở chương xong phở em xe ban ọt ọt ba hắn kia cho nam tha trong phở ra sai khai cho flu dẫn thử phở mỗi kia chân ta biết bạn này tập biệt với tao chỉ mỗi kia bạn này biệt với tao mỗi kia nâng biệt collocation nâng cứ chỉ biệt là tang ấy bạn này ta go together nó mình đây tha bởi dân pra nào nâng dân trời score cái giả sạp về bởi dân score cái giả sạp nâng trời score adverb về score adverb nâng cua the score verb về ba score nào nâng trời the cua score preposition về vậy đấy dân trời score hay vậy đi mình thay nhầm chơi ở hay dân xong tinh đôi đó dân score bài chẳng hay nơi không nâng kia bằng riêng tê kia bằng riêng tê à nó không phải cho nên có cái đại ai có location cái áo nhưng mà chỉ lia hay dùng mưa tay mưa là biết pra về tay và cái này nhóm dễ có ở ở đây với trả nó không phải cho nên có mà tay nhưng còn là trong bài học chẳng biết biết có location năng viên mình mà ta pay the respect nhóm phép mùi đá pay the respect năng cái bộ admin bộ tha chẩm này lôi cổ rốt ấy tế cái bộ tha cổ rốt tế nhưng chẳng nơi không có location năng nhóm ai chạp ở đó vì sao ông lấy một tiết đại dương ở đây chạp ở đó cái hạt empty verb empty verb được có verb nó ở bên đây tại ở đã học trong giấy pay respect nên cái bộ tại group để pay visit nên cái bộ ta từ lấy như vậy tại ở đã pay khó hay bây giờ cũng xong cũng đã pay đã em sẽ gọi bạn tiền chẳng bởi vì rồi chẳng là thay ở ba mục tất thay ở ba mục tất dương thử tập hợp tam kế dương chỉ nắm nhớ là bây giờ chỉ nắm nhưng không bị đăng mà trong giấy bị mục tất dương vậy chẳng mà hay dương mơ bị nó kinh have line nhưng mà have line bịa nó đôi hay ăn cho luôn hay không từ bộ từ nhằm bài với thời chiên học mình bỏ thả miên này have line đó thế thế ở miền thế ở miền có nhằm bài đâu mà trong vừa lại thế thế ở miền
hay vì chúng trong phải trẻ học bên đấy trong xong thầy ở lại anh bên ắt biết công thì chị kia ba công thì chị kia năng collocation trong trong sầm đai chứ mà dân trong vậy ta à ha sầm ron lớn dân vậy ta fast food tại bởi dân trong phải biết quick phải biết quick meal ấy chứ ở đây chắc là vì fast từ meal chắc là bán này vậy tới mà ta dân trong vậy nhà ăn riêng một cái từ vậy fast learner rất là quick study bởi dân trong phải study quick study chắc nè ở bàn tiệt bởi chắc nè ở bàn nó dừng tinh mà đong tinh đong tích tam tổng góp nên đi speaker ta ở mình khâu tê chẳng hay dừng tinh tinh bài na cứ tinh tam bạch nào nó còn bị chui dừng chịu xe ô dô hay nhưng khi ở đây mất môi còn ở đây mất dừng còn ở bỏ lại đây thân lọc dễ bị mốt nè đây bạc cái bây giờ ông lê cứ nè bạc cái vớp cả na bạc cái vớp đôi bạc cái mắt chứ à rùm chia tay thằng o chẳng nè đây bạc cái vớp ai còn đâu không vớp đây chơi riêng nhom đồng viên video lừa cào nhom dễ bị vướng vớp pattern nên cứ nhom trang do mua là than tới lừa bạc chân nào cầm cái món nhưng mình là dễ đòi chặt nhom thơ cả na nhom dễ nhom do bạc chân nào cầm tay nhom style đấy ha bây giờ mình dùng còn admin bàn download bây giờ nào cầm nâng bàn nâng đai và bàn download nâng đai nhom khéo ai mơ thằng o khnề mơ thằng o khnề chơi audio thằng o khnề hay hay đây bạn nhầm than chăng đa chăng chăng vậy chăng dương ắt ao dương vậy tập đây tập ra tha sẽ chết chăng hay dương thư dương vậy cái đó mình phải phần bà anh đang tiệt tiêu muối collocation em muối tiết không à slide nhưng mà trang mình đã kia để dương phí thesaurus hay đại dương ắt ta chạm ở đó nhưng chưa thân nhạc lắm ắt đại chạm ở đó thesaurus hơn bên đây thằng mạch phong thesaurus hơn dương tha xin ở nếm cô mình xây trâu đá tha ắt xây trâu tế nè tha nè kha tha xin nè một mền tê thế rồi đó nó là ti ho tha dương trang pra bị because dương có ai chỉ nói với đại bịa xin dương có ai phải chỉ nói với bịa as đó con tay che phở bay án kịp hẹp dương tha formal nhưng trang bờ formal dương che xin bị pro hay dương che as bị pro hay dương che because bị pro và p dương sẽ ta dương cua chưa na bởi kịp hẹp thả năng formal bậc trong nhóm cho as à bà bị không nhom che hỡi xin nhom che hỡi nhom thử là do s là c tới kia bằng hai bị phía bay phía clang bọc nhom hiện là c s bởi dương c tuấn c tâm bị khơi xin thế rồi đó nó kia phép dương trang mò hay bịa nó kia chuẩn luôn như ban men lục thằng hạ ai bằng hai sập hơi mua tiết understanding and using nó sập hơi nó có kia phép việc phở thế rồi đó thì cá dương quân đập phở khẩn trang sân này dương ai chuẩn luôn phở đòi prevention ban chúng luôn hay ban tay trên thử đăng tour này TV và đăng tour này tít đam bay ở thử thử tham prevention phở máy hành trang sân phở máy chắc bây giờ score hành trang sân score prevention giờ ở ai para tới pull wall bên kia bọn chắc giờ tới đăng hay đăng là đăng pina không mệt đăng từ mưa rồi phơi bay bay chỉ có thế mưa áo bây giờ nào nó cầm cái áo dương nó cái áo thì ho dương nó nhầm sai admin pina admin chrome prevention cho bạn download dictionary advanced American dictionary bổ miết nhóm và hai món tha khi ta xe chứ khi chúng nó đã đi cái xe chứ khi chúng nó đã đi dừng vậy dừng xe cũng đắt nhất khi chúng nó đã đấy con ta đi thạ kia vì chụp prevention là đi thạ kia vì khẩn trang sẵn nên chắc ban khi ta xe vì miền vượt miền ấy đòi xa hai thôi chứ nhóm trong bổ miết là năng lượng đấy nhóm trong và hai bàn tay đặt về dương ăn miền đấy hạt đôi chị nhóm vậy mà là ai tám mươi cam thì thế nhóm trong xe vậy đặt trong miền hơi dư sao cho tôi từ mong với chân ăn được cái mỏ thằng với chân ăn được cái bằng hạt dương chân vẫn đã chưa là đại trao rõm thắc kia bằng hạt dương chân nhạc lá thế rồi nó mình đã trao rõm nhầm hiện vậy chân anh chân video clay nó còn đang chắc hay tích tiết nhầm ở tiêu hoa thế rồi đó nơi video clay mươi tiệt ba xong ở khuôn bóng sạc để bán bó sài từ lửa collocation dạng có bọc bài hay đầm bay bật thêm tiện nâng video để bóng ai chăm hay chẳng ở lâu xong mấy nước bon của bạn cho tiện tôn đang Tesseract tách đá chẳng xong chơi play mất đồng bày tam đan video clip clay để bon số khác của bạn rip chấm sầm rạp Tesseract ba since it was getting late we decided to go back home. James decided not to go out, as he was still really tired. James decided not to go out, as he was still really tired. The flight was delayed due to bad weather.
The flight was delayed due to bad weather. They succeeded through a combination of hard work and determination. They succeeded through a combination of hard work and determination. I went there out of curiosity. I went there out of curiosity. Today, thanks to the internet, you can find out information about almost anything. Today, thanks to the internet, you can find out information about almost anything. We're late, thanks to you. We're late, thanks to you. Tụi bà chọc nơi lưỡi cỏng. Bà chọc lưỡi cỏng cho hai trăm bảy trang trong của bà nói tụi
Ba xong ở con bong sạc để ban bỏ sai từ lơ Tesseract và time tiết tệ tôn từ năng bật thiên bọt dương để ban lực lăng ngày này chân ngày này hạ bị đôi chia ban riêng ở vậy để thấm mấy hay nhom kịch tha bị muôn máu khi mà sau chập vào rom ở vậy tới để hậu tha collocation hay năng Tesseract năng tệ tập ngày này ban ở con chia bong sạc để ban bị chồ là chấm lại pin đi được con ông cam thì phải dương và chân chị mày mà đón tiết ở vậy để dương ban riêng cả lò máu chia bàn to một tòp nó dương ban riêng nặng này phía cái hậu thà power speech hay có nhóm muốn nâng nhóm gặp lịch về chạy đá dương có ban riêng content verb hay nâng function verb đại và chân ngày ní dương bật cho chậm nói phi sùng khăn tiết đồng bày chạy một lấy hay bọn sự khác có ban tiếp chọn chia video clip clay hay còn bạn thưa cả bình vô bản thái hay dự miền đỏ sẵn video trên vi YouTube đồng bày dục một án chạy từ lừa cả bình vô chạy chạy từ lừa collocation chứ mùi nâng Tesseract bạn chân kết tha vì bỏ bộ cục quán sẵn rập và phê ní chân trong xua bọn sạc hà bình ta cầm thi ngày cái đó bọn năng lực dục vì chúng nó ở vậy một tiết đồng bày chạy chạy chun từ đó là prime mất cái đôi chế phục mai phụ mình vào phụ dưỡng bạc thân xong chế miệng sao bọn ba đời ca cụm tục ngày cái ngày lựa cái đó trong người đi làm tí vô pattern vô pattern nâng cứ sầm khán hay nhầm khuyên bọn phụ dưỡng còn comment mà nhóm tha còn nhầm khuyên nâng khăn ông này dưỡng nâng còn dễ hết trong cổ xuống dễ bị môn này nè đại bậc cai người ta chia nón từ lên rùm chia đi này bậc cai hay khăn ông nặng này kia năng nè đại bậc cai vớp cứ bậc cai ấy thằng o miền này tha à bậc cai vớp nó vớp bên miền che bảy sáu phía rồi che hẳn tinh tinh cuộc sống mấy trong bậc cai vớp bên nhầm đường lướt vớp pattern được cái hai thằng vớp pattern cầm ru cái giả sạp hay cầm ru cái giả sạp nó sập hơi ở đâu kia tê sập hơi từ xe không này thằng o phát ra chơi cua cho cầm ru nam mới sẽ chặt dưa này cầm ru offboard cái từ xe xe cầm ru long men cái xe xe cầm ru Marian website cái xe xe anh Panta cô đã cái tay tập mũi ao dân che được kia tôi bay cái xe web xe cái xe web xe cái tay cô đã cái dân che vì cầm rú phần nào mua của bạn này trong bài hai chiếc trong bờ sân thì dương thì dương ai download toán trong trang do cầm rú tám của anh bên miền audio trong trang do cầm rú tám à sập hư à advan American dictionary này mỏng vì bộ phê đã nhóm bằng tổng hợp nếu nhóm cho giải sạp tổng trong an mình sẽ lỗ tay nhóm ai sẽ đạp lỗ để sao nhóm sẽ đạp chân hỏa ngày hay thư chân tam đặt nhóm đại tới dương đồng chế hay hay mình mang bên đây thật trong chế chuyên kia thì còn là thật trong lọc đá tới lòng bác nhóm phép lời thật không ai ôn ôn thì sẽ ôn ôn chúng nó có khó luôn bà phê bị đưa ọt bà giáo thấy bà phê dù hết ọt chế tiệt nhóm cho ai bà phê clay hay mình mang sở rộng mà nhóm chế khai như kia thế xong tố nè khá miên cao phong cho lắm hai nhóm tôi bà lòng ấy là trong xa bị nhạc nó khá năng khó hay nhóm thì chế ta năng cha đa tam lời năng tam nhóm tới xong xong tới biết phở về khay nhóm ắt mình này thạc trong chế chính kia thì và chân chân ở con chân bao giờ kha để ban là bằng hai prap primer cái đôi chia phụ mai phụ mình bao phụ ở đằng thà cầm thì ngày cáo dương năng lực dục bị vừa phát thân làm bây dục một thưa ca chạy chạy nó không cầm thì dương đi tiệt chân kịch tới dương ban chậm nay về vì cua sống đại hái hay có về với có trâu ban với cả bỏ sai và chạy và thay đổi ở hai đáy hai bên sân prey mất cái đôi chia nẹt tất sân ai dương miên mà chậm ngó rồi có miên mà tệ chọn chỗ rốn dương xong xoa cùng chân ai chờ message rồi có phần đó chia comment nó khăn ông page phong dương máu dương nâng thôi cả pinnet hai dương nâng thôi cả bỏ sai tự tạm lịch thiếp một việc liên đại thôi tự bàn chân chỉ thay nón tiết xong ở khuôn bóng sổ kha chậm phù ca chậm lại về liên đại bên tầm lây khăn ông ca tại như điệp chăm chỉ mê riêng thì video clip clay hay xì diêm sao chiều dục bỏ đồ miên thì YouTube màu bị chạy bật thêm làm bây ai miên âm nam nàng pinh lính khăn ông ca bỏ sai khăn ông về chạy em lệch nhập về đại dương thừa bắt bằng hai mà đòn và hai xong ở con đó bây mất cả đôi chìa phục mai phụ mình bóng ôn để tên tài tạm đó nên còn trọng cảm thì phải dưỡng chỉ riêng là hôn màu hai cái xong chung phô bọn sọc khá có đôi chìa bày mất phục bài phụ mình bọc ôn tặng hỏi mình sọc hiệp lõ sọc hiệp một con công cụ xá hay bỏ việc chìa trái nữ cả chá lòng là Covid đọc bồn buồn chẳng có dương sẽ không tha những chục nên đọc về cái tiệt chẳng cầm thi vào dương mà đọc về mình chìa về liền mình chóp xong ở cuốn xong chụp đẹp liền bà xong chụp đẹp liền bà